Bất Sự Thắng, anh Thanh Hà và luật sư Đỗ Phủ xin kính chào quý khán giả của SBTN. Ngày hôm nay ba anh em chúng tôi sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức của SBTN. Xin mời. Xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Chào anh Thanh Hà và chào anh Tường Thắng. Vâng, xin kính chào khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Chào anh Đỗ Phủ, chào anh Tường Thắng. Thưa anh Phủ và thưa quý khán giả và thưa anh Thanh Hà, nó có một cái sự kiện đặc biệt mà Tường Thắng cũng xin được đưa lên đây để chúng ta có thể kiếm một câu trả lời cho cái vấn đề như thế nào. Tại vì cách đây không phải là 1-2 năm về trước đâu, cũng cả 3-4 năm về trước, trên SBTN qua như một số cái chương trình bình luận tin tức và những chương trình khác thì SBTN đã đưa ra một số cái tài liệu liên quan đến cái trận đánh ở Vị Xuyên. Như Tài Năng cũng đã trình bày đó là cái cuộc chiến tranh biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đó, nó không kéo dài, nó không ngừng ở 1979 mà kéo dài tới 10 năm, từ 1979 tới 1989 cho đến khi chế độ chủ nghĩa Cộng sản nó sụp đổ ở Đông Âu. Lúc bây giờ mới có cái sự kiện là Cộng sản Việt Nam mới chạy qua đầu hàng bên Trung Cộng thì mới đi đến cái hội nghị Thành Đô. Thì một điều đặc biệt là mới đây đó, tờ VN Express sau cái vụ giàn khoan 981 mà được dời đi rồi đó, thì tờ VN Express nó có đăng một số bài liên quan đến trận đánh ở Vị Xuyên, mà trong đó có một cái cứ điểm quan trọng là 1509, là cái mỏm núi cao nhất ở Vị Xuyên nhìn xuống, và cái mỏm núi đó đã bị Cộng sản Trung Cộng chiếm và bây giờ đặt tên là núi Đảo Sơn. Lão Sơn, thì đáng xin mời quý vị, đây là cái bản tin của tờ VN Express đăng là hàng ngàn chiến sĩ thương vong trong cái trận đánh Vị Xuyên. Điều đặc biệt là chúng để ý đó là bài báo này dùng danh từ là quân đội quân xâm lược Trung Quốc. Thứ hai, ở đây chúng ta để hình kế tiếp đó, để nó rất rõ nha. Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 1984 đó, thì các điểm cao là 1509 đã bị chiếm và đã mất, đổi thành núi Đảo Sơn, Lão Sơn sau này đó. Những cứ điểm 101030772 xảy ra, và trung đoàn của Trung Cộng lấn vào 2000 mét của lãnh thổ Việt Nam. Và cái hình kế tiếp cũng nói rằng là cái sư đoàn 356 của Cộng sản Việt Nam tử thương nhiều đến cái độ đến năm 89 đã phải giải thể nguyên cả sư đoàn. Chúng ta biết là tử thương như thế nào. Và điều đặc biệt đó là cái bài báo nó nói là những cứ điểm bị chiếm không nói thêm rằng là có lấy lại được hay không. Nhưng chúng ta biết rất rõ là phía tài liệu của phía bên Trung Cộng đưa ra là đã bị chiếm hoàn toàn và đã đổi tên. Và cái hình kế tiếp là ngay cả những độc giả ở bên trong nước phía Cộng sản khi đọc bài báo trên VN Express của họ cũng đã rất là ngạc nhiên là tại sao không bao giờ được nhắc tới những trận đánh này. Và những cái chẳng hạn như tôi sinh năm 80, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được biết rằng đến năm 89 Việt Nam vẫn còn chiến tranh với Trung Quốc. Có nghĩa là gì? Tức là cái chữ kế tiếp đó, một độc giả khác bảo là sao tới bây giờ mới biết tới cái chuyện này? Tức là gì? Đảng Cộng sản Trung Cộng Việt Nam đã giấu cái chuyện này trong vòng có cuộc chiến 10 năm với Trung Quốc, và đất đã bị mất của Trung Cộng. Và những hình ảnh kế tiếp, đây là những hình ảnh mà SBN đã đăng rồi, đã nói đi rất là nhiều lần trong chương trình bình luận tin tức. Những cái hình ảnh mà phía những hình ảnh này là Tường Thắng lấy từ cái trang web của phía bên Trung Cộng. Những cái hình ảnh kế tiếp, những cái trang hàng như đây là hình kế tiếp đó, là cho thấy là những cái bích chương lúc bấy giờ đó, đây là cứ điểm cái bản đồ 1509, bây giờ nó đây là Lão Sơn. Dạ, Lão Sơn. Đây là cái đồ đã bị chiếm. Rồi hình kế tiếp nữa, chẳng hạn chúng ta thấy là cũng VN Express cũng đăng về liên quan với Vị Xuyên. Hình kế tiếp thì quý vị, đây là một người tù binh của phía bên Cộng sản Việt Nam đã bị Trung Cộng bắt vào năm bị bắt. Và hình kế tiếp nữa là cũng liên quan đến đây là tôi nhớ không lầm thì đây là một tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Cộng đã đến Gia Thông Hào để quan sát cái chiến trường. Và hình kế tiếp nữa, đây là cứ điểm A đó, là cứ điểm 1509 là cứ điểm cao nhất. Và hình kế tiếp là đây là những cái con số tọa độ, những cái con đồi được phía bên Trung Cộng đánh, và đời sẽ xảy ra những cuộc chiến như vậy. Đây là những xác của những người lính Trung Cộng đã bị tử thương trong cuộc chiến tranh biên giới. Và đây là một cái bích chương nữa, giống như cái tờ rơi đó. Họ kêu gọi những người lính Việt Nam là hãy đồng hàng đi. Và đây là xác của một số cái nữ tù binh Việt Cộng đã bị chết. Và đây là xác của những tù binh Việt Cộng đã bị bắn chết trên chiến trường. Và đây là những người lính Trung Quốc, họ quay trở lại cái ngọn núi Lão Sơn mà họ chiếm được để họ tự làm một cái lễ tưởng niệm. Cái núi Lão Sơn đây là cứ điểm 1509 đã bị mất về tay Trung Cộng, họ làm như vậy. Và đây là bản đồ hành quân lúc bây giờ đánh nhau giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Và hình kế tiếp, đây là cái trang web
cái chữ tiếng Tàu đó là núi Lão Sơn, cái hình đi tới được cái núi mà. Thì cái trang web này nó nói về cái việc chiếm cứ là năm 84, ngày 28 tháng 4 năm 84 họ chiếm ngọn đảo này. Và bây giờ cái khu vực này, bây giờ trang web này được biến thành cái nơi du lịch, khách du lịch có thể tới viếng thăm cái núi Lão Sơn. Và đây là một cái bản thông cáo của phía bên quân đội giải phóng Trung Quốc, hình kế tiếp là bản tiếng Việt, yêu cầu cho phép cộng sản Việt Nam tới, bộ đội cộng sản Việt Nam tới lấy xác của những người lính vừa mới bị tử thương đem đi. Họ viết bằng tiếng Việt rõ ràng. Và năm 1984 cuộc chiến nó kéo dài, và tất cả những cái tài liệu này là lấy từ trang web của phía bên Trung Cộng. Cộng sản Việt Nam không hề đăng tin tức, không này. Đăng không những đăng cái tin tức này, vâng, mà Trịnh Thắng, nếu Trịnh Thắng đã trình bày với anh Phủ, luật sư Đỗ Phủ và cũng như anh Thanh Hà đó, là cái này chúng ta đã nói mấy năm trước rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói. Và báo chí cộng sản Việt Nam bây giờ mới đặt vấn đề. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ nó đặt vấn đề đó, và tại sao nó gọi đích danh Trung Quốc là anh cộng sản, là anh xâm lược, mà chỉ cái tàu VN Express sẽ đăng thôi. Tôi nghĩ là cái thời điểm này là chúng ta cũng biết là cái giàn khoan đó, Trung Cộng mới rút đi. Trung Cộng mới rút đi, nhưng mà chúng ta cũng biết là cái chuyện giàn khoan đó ở ngoài biển đó thì đã tạo nên một làn sóng công phẫn rất lớn ở bên Việt Nam. Người dân Việt Nam phẫn nộ, và cộng sản Việt Nam phải kiếm cái chỗ mà cộng sản Việt Nam theo tôi nghĩ là phải xì ra. Xì hơi đó. Thì bây giờ cái giàn khoan đó 8406 mới rút đi thôi. Và cái sự căm phẫn đó tôi đoán là chưa chấm dứt ở trong nước. Và nó vẫn còn là mới còn cái dấu mốc ngay đó thôi. Cho nên cộng sản Việt Nam lại tiếp tục đăng ra những cái này để chứng minh á mình không phải là người hèn kém và người cũng nghĩ tới đất nước. Cho nên trong cái trường hợp này đó là cộng sản Việt Nam muốn kiếm cái chỗ xì hơi thôi, cũng ta đây. Cũng đưa cái tin này ra, cũng cho biết là mình cũng yêu nước và mình cũng chống xâm lược Trung Cộng. Chứ không phải là người mà đứng ngồi bàng quan. Nhưng mà cái chuyện mà Trung Cộng khi nào á mà thật sự mấy anh mà yêu nước đó, thì tôi nghĩ là cái chuyện đầu tiên là mấy anh phải thả những tù nhân lương tâm mà các anh đang giam giữ, những người đã dám nói lên sự thật và nói lên chế độ cộng sản Việt Nam hèn nhát mà chống Trung Cộng. Thì lúc đó mới nói lên cái chuyện là cộng sản Việt Nam thật sự có cái thực tâm thay đổi. Bây giờ tôi chưa thấy chuyện đó xảy ra. Đây là chỉ nói miệng không à? Anh Hải nghĩ sao anh ạ? Vâng, thưa Tường Thắng, thưa anh Phủ, chúng tôi nghĩ rằng cái vụ mà rút giàn khoan của Trung Quốc nó sớm hơn gần như là cái thời hạn mà nó dự trù là 15 tháng 8. Sớm hơn một tháng. Đúng rồi, một tháng. Thì mình thấy rằng sau cái vụ mà đặt cái giàn khoan HD981 thì ngày 1 tháng 5 thì mình thấy rằng nó lộ rõ, suốt trong vòng 2 tháng đấu đá nó thì nó lộ rõ trong bộ chính trị nó có ít nhất là có hai phe. Một phe vẫn còn thân Trung Cộng và một phe thì có thể thân Tây Phương Hoa Kỳ, muốn gần với Hoa Kỳ hơn để counterbalance lại cái sức bành trướng của Trung Cộng, và tới cái mức mà gọi là rất là nguy hiểm rồi. Có thể mất nước tới nơi, cho nên bắt đầu mới có thể reach gần tới Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái cuộc đấu đá nội bộ của hai bên vẫn còn tiếp diễn, bởi vì sau khi Trung Quốc rút cái giàn khoan sớm đi thì làm cho cái phe mà tương đối thân Tây Phương với Hoa Kỳ, tức là mình gọi là phe cải cách đó, mà có thể đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng, thì mình thấy rằng phe đó nó càng, trước đây thì giống như cái sự phê bình của ông Carter là một chuyên viên khá về Việt Nam, rất là sâu sắc và rất là tương đối chính xác, cũng giống như những tiết lộ của anh Phạm Chí Dũng, thì chúng ta thấy rằng trước đó thì giống như hơn 170 ủy viên Trung ương Đảng thì có vẻ giống như đa số là đồng ý về cái khuynh hướng là phải làm sao chống lại Trung Quốc, tức là thoát Trung. Nhưng mà gần đây Trung Quốc cũng sợ rằng Việt Nam ép hoài như vậy thì Cộng sản Việt Nam có thể đi đến vấn đề kiện Trung Quốc. Thành ra cuối cùng Trung Quốc đã rút giàn khoan đi và làm cho cái vấn đề cái phe mà thân Tây Phương với thân Hoa Kỳ có thể yếu thế hơn. Và hiện giờ tôi nghĩ rằng cái tờ VN Express này nó tiết lộ đó có thể là một dấu hiệu của cái phe cải cách họ muốn tiếp tục đẩy mạnh cái chuyện này để lấy được cái sức mạnh của quân chúng. Nhưng mà cái vấn đề tạo hơn cái sức mạnh trong nội bộ chính trị. Chúng ta cũng biết là báo chí đó thì do ban tuyên giáo họ kiểm soát, đúng không ạ? Thì tờ VN Express không thể đăng bài này nếu không có sự đồng ý của ban tuyên giáo. Đúng không ạ? Vâng, nhưng mà Tường Thắng có một số tờ thân với nhóm này, nhưng mà chưa tới bây giờ ít nhất thì những bài này chưa bị gỡ. Đúng rồi. Có nghĩa là ban tuyên giáo cũng phải đồng tình. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì cái câu hỏi đặt ra là thứ nhất, bài báo này
không nhìn nhận và cũng không phủ nhận cái việc mà cái cứ điểm 1509 đã bị Cộng sản Trung Cộng chiếm. Đúng rồi. Và đổi thành núi Lão Sơn. Mất đất, rõ ràng là mất đất trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng mà Trần Thắng vẫn nghĩ là như thế này, ngoài cái lập luận của anh, ngoài lập luận của anh Phủ, Trần Thắng cũng có thêm một cái ý kiến là chúng ta biết là Phạm Quang Nghị đang thăm Hoa Kỳ. Đúng rồi. Ngoài Quang Nghị là chỉ là bí thư Thành ủy Hà Nội thôi. Vâng, cùng ủy viên Bộ Chính trị. Dạ, tại sao ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Ngoại giao lại không đi? Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Là lại kêu một ông ủy viên, một ông bí thư rồi ông đi để làm gì? Là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, thì cái bài báo này nó có thể là một cái vở kịch đã đóng lên. Muốn nhắn nhủ Hoa Kỳ rằng là chứ anh em chúng tôi cũng chống Trung Quốc ghê lắm đó chứ. Thì nhân cơ hội này thì mấy anh, chúng ta cũng biết là ông Clinton đã đến Việt Nam. Và Trương Tấn Sang đã yêu cầu Clinton nhắn nhủ với chính quyền Hoa Kỳ là hãy cho bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Chúng ta biết điều kiện của Hoa Kỳ là như muốn như thế nào rồi. Nhưng mà họ không muốn bãi bỏ, họ không muốn coi như nhượng bộ vấn đề nhân quyền đối với Hoa Kỳ. Nhưng họ bảo rằng là tôi có chống Trung Cộng, mà đó là cái quyền lợi tương đồng với Hoa Kỳ ngay lúc này. Vậy thì anh bán vũ khí sát thương cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục chống Trung Cộng, dùm cho anh, đánh mướn dùm cho anh. Hoa Kỳ vẫn đặt vấn đề nhân quyền là vấn đề tiên quyết, yeah, trong cái chuyện mà để bán vũ khí sát thương cho Cộng sản Việt Nam. Vâng. Và cái vấn đề nhân quyền nếu mà giải tỏa đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ bị phiền ngay. Yeah. Tại vì những người dissident đó, những người mà bất cứ lương tâm đó, yeah, ở trong nước ra đó thì sẽ có nhiều block nữa nổi lên. Yeah. Anh Tường Thắng nói vấn đề nổi, có cái màn kịch, cái tôi vẫn nghĩ là cái phe mà thân Trung Cộng đó, yeah, họ cảm thấy là nếu mà tiếp tục cái chuyện mà Trung Cộng đóng cái giàn khoan đó, vâng, họ sẽ bị nguy cơ là bị phe của bên Mỹ đó, thân mẹ Hoa Kỳ Tây Phương đó, vâng, họ sẽ đi gần với Tây Phương hơn. Vâng. Họ cảm thấy nguy cơ đó, cho nên họ mới làm ngơ để cái ban tuyên giáo viết cái bài này. Vâng. Và đồng thời đó họ để cho một anh bí thư là ông Phạm Quang Nghị qua bên Hoa Kỳ. Vâng. Tức là biết chứ phải không biết đâu, nhưng mà có thể họ nhận lệnh của Trung Cộng này chứ, để cho người dân họ bớt đẩy nó xì hơi ra cho nó bớt cái áp lực. Một cái chiêu, một cái chiêu. Một cái chiêu, nhưng mà cái anh Hà nói là bảo là cái phe thân Tây Phương mạnh hơn. Vâng. Nhưng mà cái sự mạnh hơn này có phải là do phe bên kia nó nhượng bộ trong cái lúc này hay không? Chứ không, hay là do thật sự cái phe mà thân Tây Phương nó nổi lên. Nghe cái là nhượng bộ để cứu đảng đó. Đó, hai cái đó mình chưa biết nha, hai cái đó mình chưa biết nha. Vâng, thưa anh Phụ, thưa anh Tường Thắng, chúng tôi nghĩ rằng cái vụ mà hồi nãy Tường Thắng có nhắc là đưa Phạm Quang Nghị thay vì đúng ra là cái vai trò của Bộ trưởng Ngoại giao là Phạm Bình Minh. Yeah. Thì cuối cùng là đưa Nghị là một trong những ủy viên Bộ Chính trị. Và theo cái dư luận một số những cái người quan tâm về trong nước thì người ta cho rằng cái nhân vật mà chuẩn ứng cử viên Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ 2016 là Phạm Quang Nghị. Yeah. Sẽ thay thế lúc đó là Nguyễn Phú Trọng sẽ ra. Vâng. Tại vì cái tuổi tác cho nên phải vừa qua. Vâng. Cho nên hiện giờ hai đối thủ và có thể candidate mà ứng cử cho năm 2016 tức Tổng Bí thư là Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Văn Nghị. Yeah. Thành ra cái phe bảo thủ, cái phe mà thân Trung Quốc nó muốn đánh trước là thay vì đúng ra là Phạm Bình Minh nhưng yeah, mà đưa Phạm Nguyễn trước. Yeah. Để vừa lấy credit và vừa nói rằng để chống lại cái quần chúng, để chống lại với những cái người mà trong trung ương đảng người ta chống rằng chúng ta tại sao Trung Quốc đã xông lên tránh trượng như vậy mà phe Nguyễn Phú Trọng vẫn còn lình khình, chưa có dám kiện, yeah, chưa có một cái hành động tích cực nào cả. Vâng. Thành ra cái phe bảo thủ đó mới đưa Phạm Quang Nghị qua Hoa Kỳ, yeah, để chứng tỏ rằng mình vẫn có một cái nỗ lực ngoại giao để chống lại Trung Cộng. Vâng. Để lấy credit chính là ở trong nội bộ đảng, đồng thời lấy ở quần chúng bên ngoài. Yeah. Bởi vì chúng ta thấy là ngay cả Bộ trưởng Quốc phòng mà ông Phùng Quang Thanh, yeah, mà anh Thắng bên Phủ thấy là khi mà qua Shangri-La thì tuyên bố cũng rất là lên khên, là tại vì trong lúc Trung Quốc vẫn còn xâm lăng, vẫn còn đặt cái giàn khoan HD-981 mà nói rằng đó chỉ là cái chuyện xung đột nội bộ, nghĩa là trong anh em trong nhà. Anh không? Em trong nhà thôi. Yeah. Anh thấy không? Yeah. Trong lúc đó thành ra ngay cả Ngoại trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao tức là cũng chỉ mới vào Trung ương Đảng thôi, chưa là Ủy viên Bộ Chính trị, Phạm Bình Minh chúng ta thấy nhìn cái ánh mắt đối với lại Dương Khiết Trì. Vâng. Thì chúng ta đã thấy rằng đó là ánh mắt quyết liệt, không yeah, thể chấp nhận cái sự xâm lăng của Trung Cộng. Vâng. Thật ra mình thấy rằng đó là một cái lộ rõ ra hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là vẫn còn níu kéo và van xin Trung Cộng, tức là phe bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng, và một phe cởi mở là Nguyễn Tấn Dũng. Thì tôi nghĩ rằng cái màn đấu đá mà đưa Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi tới tháng 9, trong yeah, lúc đó Phạm Quang Nghị đi qua trước
để take cái credit đó và đồng thời soi dịu một phần một cái dư luận của quần chúng. Một trong những cái mà chúng ta phải thấy đó, được, bây giờ là cái nội bộ của chính trị Đảng Việt Nam đó, nó bị cái như vậy là nếu mà Cộng sản Việt Nam đó mà không theo Trung Cộng đó, anh còn ai đèn bám theo vấn đề gì Cộng sản không? Đúng rồi. Không còn ai. Đó là chỗ dựa cuối cùng mà. Nếu mà anh bỏ, anh không theo Trung Cộng nữa và anh nhả về Tây Phương đó, thì coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị hủy. Vâng. Cái đó là cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam họ đang biết và Bộ Trung ương họ biết là cái chuyện nó như vậy. Vâng. Không còn một nước nào trên thế giới này mà support anh Việt Nam nữa. Yeah. Ngoài anh Trung Cộng, nếu anh bỏ Trung Cộng đâu còn ai đâu. Yeah, vâng. Không còn nước nào nữa. Yeah, vâng. Mà đi theo Nga cũng không được nữa. Vâng. Nga là bằng thức độc tài chứ không phải là một cái khối cộng sản nữa. Yeah. Cho nên Cộng sản Việt Nam đó họ đứng ngay giữa ngã ba đường bây giờ rất là khó. Yeah. Tại vì họ biết rằng bỏ Trung Cộng là họ sẽ mất Đảng. Yeah, vâng. Và mất Đảng là mất quyền lợi. Yeah. Cho nên cái phe này đó họ phải làm đủ mọi cách để giữ được cái sự sinh tồn của họ, từ cái xì hơi tới cái giả bộ. Đó là phe bên đó. Yeah. Cái vấn đề còn lại là liệu cái phe, tôi chắc chắn là trong Đảng Cộng sản Việt Nam phải có 2 hoặc 3 phe. Yeah. Ít nhất là 2 phe. Yeah. Liệu là cái phe mà thân Tây Phương đó có đủ dũng khí và đủ cái sức mạnh để đứng lên vượt qua cái phe bảo thủ là phe Trung Cộng không? Yeah, vâng. Và nắm đầu cái phe mà cải cách đó, phe mà thân Tây Phương đó là ai? Vâng. Hay là Nguyễn Tấn Dũng? Cái đó mình câu hỏi đó mình không bao giờ mình biết được. Tới bây giờ chưa có câu trả lời nào để mình bảo là khẳng định là Nguyễn Tấn Dũng là thân Tây Phương. Vâng. Chưa câu nào khẳng định. Chúng ta chỉ có coi những cái động thái mà chúng ta thấy thôi. Thì chúng ta đoán rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là thân Tây Phương. Vâng. Đó là những cái động thái thôi. Từ qua Hoa Kỳ cho tới chuyện mà nói chuyện với chính phủ Hoa Kỳ. Vâng. Nhưng mà động thái ở trong nước đó thì chúng ta chưa thấy ông Nguyễn Tấn Dũng thân Tây Phương. Vâng. Tại vì những người mà nói ngược lại với Nguyễn Tấn Dũng, những người mà chỉ trích Nguyễn Tấn Dũng, những người mà chỉ trích về vấn đề Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam ba nước, Nguyễn Tấn Dũng vẫn là cái phe đàn áp những người đó. Vâng. Cho nên cái chuyện đó là vẫn là một dấu hỏi, chứ chúng ta chưa khẳng định được. Dạ vâng, đồng hoàn toàn đồng ý vâng. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta trở về cái một cái bản tin liên quan về kinh tế một chút thưa anh Vũ, thưa cô Nhã, có tình hình ở Việt Nam. Thì mới đây nó có một cái bài báo, có hai bài báo. Thứ nhất là một cái bài báo đăng trên đăng trên bản tin của Yahoo. Nói về cái tình trạng nghĩa là bây giờ đó chúng ta cũng biết là Trung Cộng cái giá lương càng ngày càng tăng, công nhân giá lương càng tăng, chính vì vậy một số các quốc gia đó họ muốn đi tìm công nhân giá rẻ thì họ phải rút những cái đó ra khỏi Trung Cộng. Thì một trong những thị trường mà bên cạnh đó, thứ nhất đây cái hình của bài báo đã cho Tự Do cho biết là vốn đầu tư ở nước ngoài giảm sút 70% trong thời gian vừa qua. Thì Thắng xin để cái tin qua một bên. Thì cái hình kế tiếp là cái bản tin của Yahoo đó, là cái hình kế tiếp đó. Thì trong cái hình này đó, nó nói rằng là vì cái nhu cầu giá lương của Trung Cộng nó cao, cho nên các cơ sở sản xuất về điện tử đó, đặc biệt là Nhật Bản, là muốn rút về phía một nơi khác giá rẻ, mà Việt Nam là cái môi trường có thể đáp ứng cái điều đó. Nhưng mà cái hình kế tiếp của bài báo này nó nói một điều là gì? Là thứ nhất đó là khi cái công ty Intel đó mà về tới Việt Nam đó vào năm 2010 đó, họ khám phá ra một chuyện đó là Việt Nam không có đủ kỹ sư có tay nghề cao để đáp ứng cho cái nhu cầu của họ. Chính vì vậy mà cái công ty Intel đã phải bỏ ra như bài báo viết là 7 triệu Mỹ Kim để gửi 73 sinh viên tới học Đại học Portland State University tại tiểu bang Oregon để đào tạo họ về phục vụ cho Intel. Bài báo kết luận là gì? Nếu Việt Nam mà tiếp tục cái đà này mà không sản xuất được những người có khả năng có tay nghề cao đó, nền giáo dục bị thất bại đó, thì đừng ngạc nhiên rằng là sẽ có một nước khác với nhân công giá rẻ hơn sẽ thay thế Việt Nam đóng cái vai trò đó. Bài báo khuyến cáo như vậy. Chúng ta còn nhớ ở Singapore cách đây mấy năm thì công ty Boeing họ muốn thành lập một cái công ty, một cái cơ sở gọi là research and development, tức là nghiên cứu và phát triển. Nhưng mà ở Singapore không có đủ kỹ sư về ngành không gian thì Boeing mới quyết định là rút ra khỏi và đi một cái quốc gia khác. Thì chính phủ Singapore đã quyết định tôi sẵn sàng bỏ tiền để đào tạo 700 kỹ sư không gian cho mấy anh, thì mấy anh hãy ở lại đây. Chính phủ Singapore bỏ tiền nha. Cuối cùng công ty Boeing đồng ý đã ở lại. Chúng ta thấy một chính phủ như Singapore bỏ tiền để đào tạo người để có tay nghề cao, còn anh Cộng sản Việt Nam tới giờ không đủ tay nghề cao, đến độ Intel phải bỏ tiền để đào tạo cho người cho anh. Chúng ta thấy rõ ràng cái sự thất bại và giáo dục đi đôi với kinh tế trong Việt Nam, nó sẽ đi đến một tình trạng phá sản trong tương lai nếu Cộng sản không thay đổi và làm một cách mạng hoàn toàn về vấn đề giáo dục. Mà nếu cứ tiếp tục trên con đường mà giáo dục mà theo đảng tính á,
đặt chính trị là cao nhất đó, thì cái sự sụp đổ của Việt Nam, thế hệ Việt Nam trong tương lai và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Hiện giờ Cộng sản Việt Nam họ đang giữ cái vấn đề mà vai trò chính trị vẫn là cái vai trò quan trọng ở trong học đường. Dạ. Đó là lý do tại sao mà họ chưa chuyển hướng qua những cái vấn đề khác về vấn đề kỹ thuật, kỹ năng của sinh viên. Và thứ nhì là cái tệ nạn, chúng ta cũng biết là cái tệ nạn chấm mút và cái tệ nạn hối lộ nó vô cùng nặng ở Việt Nam. Vâng. Cho nên muốn mà biến đổi sắc thái cũng như là có cuộc cách mạng về vấn đề mà học vấn đó, là Cộng sản Việt Nam họ phải thay đổi làm sao để hết hối lộ. Thì với cái để hết hối lộ đó, nó trả lại cái nguyên tắc căn bản đó anh à. Là phải hết thế độc tài đảng trị. Tại vì anh hết độc tài đảng trị, anh mới có thể anh có một cái party khác để một cái cân bằng nào đó để nhìn lại cái hệ thống độc tài đảng trị. Và phải có tự do về thông tin thì báo chí nó mới tố cáo lên những cái việc mà tham nhũng của mấy anh. Nói chung là phải làm một cuộc cách mạng. Nó thẳng là như vậy. Không biết anh Hà có đồng ý về không? Tình trạng Việt Nam là phải như thế thôi. Vâng, cái chuyện mà anh Thắng với anh Phụ vừa bàn á, chúng tôi cũng xin kể một cái chuyện vui mà chuyện này là có thật là. Bởi vì khi mà có một cái người bạn cũng trong giới anh em đấu tranh thì có trong giới Scola còn họp ở tại Singapore thì hàng năm. Thì khi họp về cái vùng Đông Á thì về vấn đề kỹ nghệ thì anh kể là đến trường ra thì có một người bạn ảnh cũng là trong dân nghiên cứu, tức là cũng PhD, thì mới nói sao tôi thấy nước mày cái tỷ lệ hiện giờ Việt Nam là cái tỷ lệ PhD đó là nó cao nhất. PhD là trong vòng tiến sĩ đó. Tiến sĩ đó, tức là cao nhất ở trong vòng theo giấy tờ. Mà các bạn biết thì dĩ nhiên là Việt Nam có nhiều tiến sĩ giấy lắm, nhiều người tại chức cũng lên tới tiến sĩ. Đó, thành ra theo thống kê giấy tờ nhà nước Cộng sản Việt Nam báo cáo á, thì cái tỷ lệ cao nhất so còn cái cao hơn Thái Lan, cao hơn cả Singapore và cao hơn nhiều nước khác như Đài Loan và Nam Hàn nữa. Vâng. Nhưng mà thực tế thì trên những cái tờ mà trong giới khoa học thì có những tờ Natural Science, những cái tờ mà đăng những cái công trình public có tính cách international, quốc tế đó, thì Việt Nam không có một công trình nào cả. Tức là Việt Nam chưa có một công trình nào nghiên cứu mà có thể đăng được để giới khoa học evaluate rằng cái đó là cái tầm vóc quốc tế. Trong lúc đó đứng đầu của Á Châu là Nam Hàn, là khoảng 1400 mấy chục, tức là cách đây 2 năm là năm 2012. Thái Lan thì là nước cũng trung bình nhưng mà cũng được 110 mấy công trình. Việt Nam, tất cả các đại học mình gọi là hàng quốc gia, không có một công trình nào cả. Nhưng mà theo báo cáo thì tiến sĩ nhiều nhất. Thì anh này anh mới cũng rất là quê mà không biết cách như thế nào để giải thích cái đó. Thì anh cũng nghĩ rằng cái đó để anh về anh nghiên cứu lại, tại vì cái báo cáo của mình chính quyền Cộng sản Việt Nam thì nó có nhiều cái có nhất là cái ghép giấy nhiều, tiến sĩ giấy nhiều quá mà anh không biết nói như thế nào. Anh cũng gốc người Việt Nam nhưng mà bởi vì anh làm trong cơ quan nghiên cứu tại Singapore, thành ra anh đó là một cái thực tế rất là lúng túng. Anh lúng túng không biết như thế nào nói á, thì bây giờ nó lại là tiến sĩ mà đúng là nó kẹt cho chính mình, cho chính đất nước của mình, trong đó mình cũng là gốc người Việt Nam. Thì anh rất là xấu hổ nhưng mà anh không biết giải thích anh bạn thế nào. Anh sẽ nghiên cứu lại cái số liệu này. Thì phải nghiên cứu thôi. Vâng. Rất tiếc vì thời gian không còn nhiều. Thưa anh Phủ và thưa anh Hà và thưa quý khán giả của SPTN, thì anh xin lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần bình luận tin tức ngày hôm nay và xin hẹn quý khán giả vào tuần sau cùng giờ này trên đài truyền hình SPTN. Xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Xin kính chào quý vị khán giả SPTN.